này là nhà của con, chồng của con là tất cả những người đàn ông tới đây. Nàng tiên ấy vẫn còn trinh. Chúng bà mua nàng với giá bao nhiêu? 400 lạng. Vậy thì ta ngu dại và không mua nàng cho bằng được. Chồng con nó cứ đi biển biển như thế thì bao giờ ta mới có cháu ngoại. Người ta sống ở trên đời ấy, phải có đôi có lứa, nên làm đàn bà phải biết giữ chồng. Thế nào rồi chàng cũng sẽ đưa em ra khỏi chùa thôi. Chàng đang đồng sàng dị mộng, nằm bên thiếp mà tương tư người khác, đúng không? Về làm gì cái nhà này đã không môn đăng hộ đối, phận tép diêu, đội cất làm tôn mà dám giở trò bội bạc. Đốt. Đẹp lắm. Như một bông hoa dại, nhổ thì dễ, trồng thì khó. Hôm nào đó đàn cho ta nghe, rồi sẽ vui lắm đây.